Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong năm 2023 Quý Mão, hạn xấu bủa vây, vận trinh cả năm nguy hiểm. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Ngọ nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão, vận trình cả năm nhìn chung có dấu hiệu sụt giảm các khí rất đáng kể. Do những người tuổi Ngọ và năm Mão nằm trong phương vị tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão và Dậu, do đó vận trình của những người tuổi Mậu Ngọ 1978 nói riêng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuổi Mậu Ngọ khi bước sang năm 2023 có bố cục thiên hình địa phá. Đây là bố cục có cả thiên và địa đều không được thuận lợi. Với thiên can bản mệnh là Mậu Thổ khắc chế Quý Thủy, tạo ra bố cục thương quan khắc thiên quan, hay còn được gọi là thương quan chế sát. Địa chi bản mệnh và thái tuế rơi vào vòng tứ hình xung cho thấy trong năm 2023 này, những người tuổi Mậu Ngọ có rất nhiều yếu tố không thuận lợi dành cho con giáp tuổi này. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vận trình năm 2023 Quý Mão của những người tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Sơ lược về tuổi Mậu Ngọ 1978. Tuổi Mậu Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội trì mã, tức là con ngựa ở trong chuồng. Năm sinh dương lịch từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Năm sinh âm lịch Mậu Ngọ, thiên can Mậu tương hợp thiên can Quý, tương hình thiên can Nhâm, thiên can Giáp, địa chi Ngọ, tam hợp Dần, Ngọ và Tuất, tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão và Dậu, mạng thiên thượng hòa, lửa ở trên trời khắc ra trùng kim, con nhà xích đế cô quạnh, xương con ngựa tướng tình con heo, phất ba quan âm độ mạng. Trong số 12 con giáp thì ngựa đại diện cho loài vật của sự giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Những người tuổi Mậu Ngọ mang mệnh hỏa cũng là những người ấm áp, thế nhưng đôi khi họ cực kỳ nóng nảy. Tuổi Mậu Ngọ với nạp âm thuộc hành hỏa, do thiên can Mậu Thổ ghép với địa chi Ngọ và hỏa, ta có hỏa sinh nhập trò thổ, cho nên địa chi sinh cho thiên can, nạp âm cùng thiên can địa chi tương hợp ngũ ảnh với nhau, cho nên những người tuổi Mậu Ngọ thuộc lứa tuổi có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Người tuổi Mậu Ngọ là mẫu người có đầy đủ hai đức tính của thiên can Mậu và đức tính của địa chi Ngọ. Với đức tính của thiên can Mậu đó là sự cứng rắn, trực tính, nóng nảy, lòng đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng thì càng có lợi. Còn đức tính của địa chi Ngọ chịu ảnh hưởng của chòm sao Hải Sư nằm ở phía nam hoàng đạo, với sự nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn. Những người tuổi Mậu Ngọ rất khỏe, họ thích sống đời sống tự lập, ham vui, mau quên, mau chán, bất khuất, ngang tàn, thế nhưng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai bởi vì tính tự kiêu của mình. Những người tuổi Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều điều niềm vui và may mắn, ít khi chịu đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải những sai lầm, những thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu được khắc phục được điều này, thì Mậu Ngọ sẽ là những người rất sớm thành đạt, có địa vị, có quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, những người này ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, họ ít khi dành thời gian ở nhà, họ luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài. Người tuổi Mậu Ngọ mang mệnh thiên thượng hỏa, đó là lửa mặt trời, trung tâm của vũ trụ, là quả cầu lửa khổng lồ với năng lượng vô hạn, hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Do đó, những người tuổi Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, họ lại là người thẳng tính, cho nên rất nhiều khi làm mất lòng người khác. Họ thường là người có rất ít bạn thân. Thế nhưng vì có tấm lòng độ lượng, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác,
cho nên tuổi Mậu Ngọ cũng rất được mọi người yêu mến và kính trọng. Tuổi Mậu Ngọ có tinh thần độc lập cao nên họ sớm tự lập cho riêng mình. Rất nhiều ví dụ cho thấy những người tuổi Mậu Ngọ thời trẻ thường phải xa gia đình. Dù ở nhà thì tinh thần độc lập của họ cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Họ lạc quan cho dù gặp phải những khó khăn, những thất bại. Do đó, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để có thể hướng về tương lai, làm lại từ đầu, tạo dựng sự nghiệp. Xét về năng lực phấn đấu, người tuổi Mậu Ngọ nếu sinh vào ban đêm thì là những người cư xử khéo léo. Mậu Ngọ sinh vào ban ngày có phần nóng nảy, gấp gáp. Những người tuổi Mậu Ngọ với cá tính nóng vội, thiếu kiên nhẫn, hành động quá nhanh cho nên họ thường gặp phải thất bại, họ có cảm giác là không gặp thời. Nếu muốn thành công thì những người này không nên làm việc quá hấp tấp, vội vàng, không nên quyết định quá nhanh, quá táo bạo. Tuổi Mậu Ngọ cũng là những người biết suy nghĩ, lo lắng cho người khác. Mặc dù họ nóng nảy, đôi khi họ kiêu căng, thế nhưng chất chứa trong đó là một trái tim vô cùng ấm áp. Mậu Ngọ thường rơi vào những cuộc tình rắc rối, không gặp được nhiều may mắn. Ở trong tình yêu, Mậu Ngọ nhiệt tình, thế nhưng thiếu nhân nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng người khác. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ rất dễ đổ ngã trước những người đàn ông nam tính. Họ luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, là người dịu dàng, ấm áp, luôn làm tốt vai trò chủ nữ trong gia đình. Nam mạng tuổi Mậu Ngọ thì thời trai trẻ vụng về, thế nhưng trưởng thành sẽ từ từ trở nên hoàn thiện, phong độ được phái nữ ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, có thể anh ta sẽ đón hoa nhặt cỏ ở bên ngoài, thế nhưng họ vẫn luôn quan tâm chăm sóc gia đình. Là một người đàn ông biết yêu thương, biết đùm bọc gia đình và có phần hơi già trường. Mậu Ngọ phần số cuộc đời: sáng thông tự tính, bồi tô danh phần, phước đức chiếu mạng ấm thân, nhưng vì tuổi mạng có phần bất an, thuận sinh dễ lập gia đàng, nghịch sinh phải chịu lỡ làng tình duyên. Tuổi trẻ nhiều chuyện buồn phiền, đi vào trung vận bạc tiền dồn vô, tạo phúc cuộc sống điểm tô, hậu lai ăn hưởng sóng xô không còn. Chi tiết về tử vi năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ 1978. Thứ nhất, đánh giá tổng quan năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ. Những người tuổi Ngọ nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão, vận trình cả năm nhìn chung có dấu hiệu sụt giảm các khí rất đáng kể. Do những người tuổi Ngọ và năm Mão nằm trong phương vị tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão và Dậu, do đó vận trình của những người tuổi Mậu Ngọ 1978 nói riêng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuổi Mậu Ngọ khi bước sang năm 2023 có bố cục thiên hình địa phá. Đây là bố cục có cả thiên và địa đều không được thuận lợi. Với thiên can bản mệnh là Mậu Thổ khắc chế Quý Thủy, tạo ra bố cục thương quan khắc thiên quan, hay còn được gọi là thương quan chế sát. Địa chi bản mệnh và thái tuế rơi vào vòng tứ hình xung cho thấy trong năm 2023 này, những người tuổi Mậu Ngọ có rất nhiều yếu tố không thuận lợi dành cho con giáp tuổi này. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vận trình năm 2023 Quý Mão của những người tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Xét về phương diện thiên can, tuổi Mậu Ngọ có thiên can là Mậu, ngũ hành thuộc thổ, gặp năm 2023 có thiên can là Quý Thủy. Mậu Thổ gặp Quý Thủy là có sự xung khắc, cho nên năm 2023 là một năm chủ về gặp nhiều điều khó khăn trong mọi mặt cuộc sống, từ công việc đến tài lộc gia đạo của Mậu Ngọ. Xét về phương diện địa chi, tuổi Mậu Ngọ có địa chi là Ngọ, gặp năm 2023 có địa chi là Mão. Ngọ gặp Mão là chủ về tứ hình xung. Xét thấy năm 2023 với phương diện địa chi thì tuổi Mậu Ngọ gặp rất nhiều điều bất lợi trong cuộc sống, làm ăn cũng không được như ý, lại hay có những thay đổi không tốt, sức khỏe không kém, ốm đau bệnh tật lâu khỏi. Xét về phương diện ngũ hành, tuổi Mậu Ngọ ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm 2023 ngũ hành thuộc kim. Hỏa và kim có sự tương khắc với nhau, cho nên bản mệnh sẽ bị khắc suất. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ sẽ bị suy kém, gặp nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên vẫn có người nâng đỡ xuất hiện.
Về phương diện cung phi, tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng có cung phi là Tốn, nguyên thuộc Mộc, gặp năm 2023, cung phi cũng thuộc Tốn. Hai Tốn gặp nhau chủ về phục vị, xét thấy đây là điều rất tốt. Tuy nhiên, những việc lớn trong năm thì tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng không nên có những sự thay đổi, tình cảm, gia đạo, tài lộc ở mức trung bình. Với người tuổi Mậu Ngọ Nữ Mạng có cung phi là Khôn, nguyên thuộc Thổ, gặp năm 2023, cung phi là Tốn, Mộc. Khôn gặp Tốn là phạm phải ngũ quỷ, cho nên xét thấy năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ Nữ Mạng sẽ là một năm khá kém, khi mà sức khỏe của những người này suy kém, công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, thất thoát nhiều tiền của, hay bị kẻ xấu gièm pha, gặp phải hạn thị phi. Đánh giá về mặt sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023. Phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ năm 2023 chủ về bố cục thân sát tọa thương quan. Bố cục này không luận thân mạnh hay là yếu, đều là phi cắt lợi. Người tuổi này có địa chi rơi vào tương phá với thái tuế nên sẽ bị thất sát tấn công, thương quan bị cướp bóc cản khí. Có nghĩa là những người này không phải là một người làm việc có thể điềm tĩnh. Họ nóng nảy, họ gấp gáp, họ không ổn định khiến công việc của họ rơi vào thế bị động. Thất sát tấn công cũng có nghĩa là người tuổi Mậu Ngọ sẽ tương đối khó tính, hay giày vò người khác hoặc là tự mình gây họa tiểu nhân tiềm tàng. Xét về phương diện tài lộc của những người tuổi Mậu Ngọ. Về mặt tài lộc, trong năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ có thể kết luận là tương đối xấu. Bởi cung mạng yếu nhược, dự báo vận trình kiếm tiền khá khó khăn hay bị chính quyền gây khó dễ. Trong chuyện đầu tư huy động vốn, hun hạp vốn, dễ bị người khác lừa gạt mà mất tất cả chì lẫn chài. Bản tính của những người này hiếu thắng, thiếu sự giúp đỡ từ mọi người nên vận tài lộc cũng rơi vào thế bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều sóng gió. Người này lại không phải là người biết tiết kiệm nên rất khó mà có thể giữ được tiền trong khoảng thời gian này. Xét về phương diện tình cảm. Phương diện tình cảm của những người tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 cũng không được thuận lợi. Người này dễ bị người thân, họ hàng làm liên lụy mà rơi vào họa mất tiền. Có điểm nhà cửa bất ổn với những người đã có gia đình. Tính tình của những người này nóng nảy, ham chơi, không quan tâm tới gia đình nên rất dễ rơi vào họa đổ vỡ. Xét về phương diện sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023. Tuổi Mậu Ngọ năm 2023 do có thất sát tấn công nên chủ về việc ngũ hành kim sẽ bị yếu nhược, khiến cho các bệnh về phổi sẽ hoành hành. Ngoài ra còn có sự xích mích va chạm làm tổn thương tay chân. Vậy nên những người tuổi Mậu Ngọ cần phải hạn chế đi ra ngoài đường nhiều, bớt lo chuyện bao đồng. Về sao chiếu mệnh trong năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ. Năm 2023, người tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng sẽ gặp sao La Hầu, Nữ Mạng gặp sao Kế Đồ. Về sao La Hầu, La Hầu tinh là một trong số 9 vị tinh quân nằm trong hệ thống cửu diệu, có sự chi phối đến mỗi bản mệnh theo một chu kỳ nhất định. Chòm sao này nằm trong số nhóm sao hung tinh thuộc hành kim. Vì vậy có thể nói khi gặp sao này chiếu mệnh, cả nam hay nữ đều gặp những sự ảnh hưởng nặng nề. La Hầu còn gọi là khẩu thiệt tinh, là một sao xấu ảnh hưởng nặng cho nam giới và những người mệnh kim. Nữ giới có phần nhẹ nhàng hơn. Hạn thường gặp phải là những trắc trở, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, miệng tiếng. Cổ nhân có từng ghi câu nói, La Hầu trực chiếu, nam nhân ưu sầu, cho nên nam nhân gặp phải La Hầu chiếu mệnh thì hung tính cực độc, da chạch bất an, quan tư bế phá. La Hầu chiếu mệnh thì vận trình như giao long ẩn số hố sâu. Mặc dù bản thân có sức mạnh để tung bay lên bầu trời cao, thế nhưng thời cơ chưa tới cho nên phải ẩn mình. Cần phải rèn luyện thân, tâm để chờ đợi cơ hội tới. Nếu như có ý định xây dựng, chuyển nhà, du lịch, tốt nhất nên hoãn sang thời gian khác, vì trong nhà sẽ có sự tranh cãi, sóng gió mà da chạch tổn thất nặng nề. Mọi người trong nhà nên hành xử, lời nói cẩn thận, đồng thời đề phòng bệnh tật. Đây là sao chủ bị buồn rầu, những chuyện thị phi, kiện tụng, tai ương và tang sự. Người nào mệnh kim, mệnh mộc,
chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các mệnh khác, bởi vì sao này thuộc mệnh mộc, cần phải ngừa quan sự sinh rầy rà, nhiều đoạn ưu sầu hay có việc buồn rầu, thương tật chảy máu, bệnh tật liên miên. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau: La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngày chẳng hiền, muôn chung đổ bạc hao tiền, tử sắc tài khí đảo điên như là, đàn ông nặng hơn đàn bà, mỹ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sang, rủi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Chúng ta phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ về sao La Hầu, chúng ta sẽ thấy sau này tác họa mạnh nhất là vào thời điểm tháng 1, tháng 7 âm lịch. Sau chuỗi là vấn đề, ta thấy rằng năm gặp sao La Hầu chiếu mệnh nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng ốm đau, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo hoặc bị mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ. Sao La Hầu là một hung tinh thuộc hành kim, rất kỵ cho cả nam và nữ mệnh, nhất là nam giới. Phàm là nam giới, gặp sao La Hầu chiếu mệnh thì cực độc, gia trạch bất an, quan vận nghiêng ngả, cần đặc biệt chú ý tới bản thân mình hơn, tránh chuyện thị phi, tránh những tranh chấp không cần thiết. La Hầu thuộc hành kim nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, mộc, sinh xuất cho thủy. Do đó, La Hầu kỵ các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím và cam, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. La Hầu hợp với các màu thuộc hành thổ là màu nâu, màu vàng, màu thuộc hành kim là màu trắng, bạc, vàng ánh kim. La Hầu kỵ nhất là vào tháng 1, tháng 7 âm lịch. Đây là hai tháng sau này tác họa mạnh nhất. Về sao Kế Đô, đặc điểm của sao Kế Đô. Sao Kế Đô là một trong những chính tinh mang tính chất hung bạo, mang lại rất nhiều nỗi niềm lo lắng cho bản mệnh của người bị chiếu. Ánh mặt trời bị che lấp khi hiện tượng nhật thực xảy ra mang một màu sắc u tối. Chính vì vậy, những sao mang đại diện của hiện tượng này thì người ta vẫn quan niệm rằng sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Kế Đô là hung tinh, đồng thời là hư tinh. Vào năm tuổi âm gặp sao này, người nam mạng mắc phải hạt địa võng, nữ mạng mắc phải hạt thiên tinh. Những biến cố xảy ra với người bị sao Kế Đô chiếu trong năm 2023 sẽ chủ về gây ra hao thiệt, mắc ám thị phi, hao tài tốn của, sức khỏe bị giảm sút, tinh thần bất an, cùng nhiều năng lượng tiêu cực, trong gia đình có nhiều điều lục đục và bất hòa. Nam mạng gặp sao Kế Đô chiếu thì dễ bị vu vạ, tốn tiền không được việc. Tuổi nữ bị sao Kế Đô chiếu thì mắc nhiều ưu phiền, tình cảm rắc rối, thị phi, dễ chán nản, dễ suy sụp, dẫn tới lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh. Đối diện với những nguồn năng lượng xấu của sao chiếu mệnh chủ hung họa này, nếu biết cách có thể chuyển nguy thành an, chuyển hư thành tài, giảm bớt các tác động xấu của sao này. Với những người làm văn phòng thì thời gian hầu như chúng ta phải dính tới bàn làm việc. Việc giải hạn công sở vô cùng nhanh và hữu hiệu, đó chính là việc chúng ta cải thiện không gian bàn làm việc của mình. Nó mang lại tác dụng hài hòa năng lượng và vượng tiến công danh. Việc chúng ta chăm sóc bàn làm việc sao cho sạch sẽ, phong thủy sẽ khơi ra nguồn năng lượng thuận lợi trong công danh, giúp những người dân văn phòng gặp sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ được thuận lợi, an lành. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về sao Kế Đô như sau: Kế Đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3, tháng 9 bị ai khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tang chế nặng trong năm nay. Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an, không thì tai họa vương mang có ngày. Phòng người làm vấp rủi nguy, thiền bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ, chớ than, chớ phiền. Theo ý tứ của bài thơ trên, thì nam mệnh gặp sao này trong năm thì họ hàng thường có tang sự. Nữ giới gặp sao này, sự nghiệp gập ghềnh, gia đạo, tình cảm bất an, khổ vì con cái đau ốm, khó dây bào. Thời điểm mà sao Kế Đô ảnh hưởng mạnh nhất đó là vào tháng 3, tháng 9 âm lịch. Hạn của sao Kế Đô khiến cả gia đình bao trùm một bầu không khí ưu phiền, lo lắng, bi ai khóc ròng. Và cũng theo mấy câu cuối của bài thơ trên, thì gặp hạn có sao này, chúng ta trở nên tham lam của cải,
tài lợi, tiểu sắc, tình ái mà mang họa vào thân. Đối lại, có thể hóa giải tai họa bằng việc ăn ở thẳng ngay, hiền hòa, giúp đỡ bố thí cho những người khó khăn cơ nhỡ. Đặc biệt, khi đã làm ơn bố thí thì phải nhã nhặn, lịch sự, vô tư, chớ có kể công, than phiền hay muốn được vinh danh tự hào. Có như vậy mới được hoàn hảo và giải trừ được tai họa. Vận hạn trong năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ. Năm 2023, tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp hạn tam khoeo, nữ mạng gặp hạn thiên tinh. Về hạn tam khoeo, hạn tam khoeo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người phạm phải hạn tam khoeo có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, tay chân. Chính vì thế, tránh những nơi đông người, hạn chế những việc phát sinh mâu thuẫn bởi vì có thể dẫn tới xô xát mà gây chấn thương. Cũng không nên ở những nơi ẩm thấp khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng. Từ xa xưa, ông cha ta đã lưu truyền câu nói tam khoeo thấu nhãn thường thủ túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn tam khoeo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian của năm hạn đó. Về sức khỏe, người có hạn tam khoeo cần phải chú ý chứng phòng thấp cũng như những thương tích về tay chân mà mình sẽ gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Về đời sống thì không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích. Phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này cũng như nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Như vậy, chúng ta cần phải hiểu về hạn tam khoeo thường sẽ gặp hạn liên quan tới mắt và tay chân. Về hạn thiên tinh, hạn thiên tinh là một hạn xấu ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn, thì hạn thiên tinh là một trong những hạn nặng nhất đối với những người phụ nữ. Người mắc phải hạn này nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc rất lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Và khi nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Có nghĩa là thiên tinh là một hạn vô cùng xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh liên quan tới đường tiêu hóa, bị ngộ độc thực phẩm. Những hệ lụy điển hình của hạn thiên tinh cần phải kể đến như sau. Trong làm ăn thì gặp phải kẻ xấu vu khống khiến sự nghiệp lao dốc không phanh. Vì tiếng đồn xấu nên chẳng còn ai tin tưởng làm ăn chung. Với các mối quan hệ thì dần dần trở nên xa cách vì những tiếng đùa dẫn vô tình dẫn tới sự hiểu lầm không đáng có. Chính những hiểu lầm này dẫn tới những cuộc tranh cãi, xung đột khiến tình cảm bị chia cách. Vận niên trong năm 2023 của những người tuổi Mậu Ngọ. Năm 2023, tuổi Mậu Ngọ gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ là rồng gặp được mây, được thời cơ làm mưa cho thiên hạ. Trong năm này, bản mệnh có nhiều công việc to lớn phải làm. Tuy mọi việc trong năm gặp nhiều trắc trở, khó khăn, vất vả lúc khởi đầu, thế nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có tác dụng tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh sự nghiệp tuy bị người xấu gây khó dễ, thế nhưng bản mệnh gặp được quý nhân giúp sức, sau được thành công danh toại. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn mới, tuy nhiên cần phải tỉnh táo quan tâm tới trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về vấn đề tình cảm. Tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2023 có 5 con giáp sẽ phạm phải thái tuế, cụ thể như sau. Thứ nhất, tuổi Mão phạm trị thái tuế. Thứ hai, tuổi Thìn phạm hại thái tuế. Thứ ba, tuổi Dậu phạm xung thái tuế. Thứ tư, tuổi Tý phạm hình thái tuế. Và cuối cùng là những người tuổi Ngọ sẽ phạm phải phá thái tuế. Như vậy năm 2023, tuổi Mậu Ngọ sẽ phạm phải hạn phá thái tuế. Phạm phải phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất quyền lực, mất đi tiền tài hay là sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân hay các mối quan hệ xã hội. Tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 có phạm phải tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tai ương, tai họa. Trong một đời người thì cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai.
với những người tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất gặp năm tam tai vào các năm năm Thân, năm Dậu và năm Tuất. Như vậy năm 2023 là năm Mão, tuổi Mậu Ngọ sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó chính là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Theo những kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9. Số dư thuộc vào một trong bốn số kể trên sẽ phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, chúng ta lấy tuổi Mậu Ngọ là 46 tuổi chia cho 9. Nếu số dư là 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy năm 2023, tuổi Mậu Ngọ sẽ phạm phải tuổi Kim Lâu, đó là Kim Lâu Thân. Tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 có phạm phải hạn hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là ngôi nhà. Thế nên hạn hoang ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang. Đây là một vận hạn mà chúng ta cần phải tránh và kiêng kỵ khi chúng ta xây dựng hay là sửa chữa nhà cửa. Nếu chúng ta làm nhà vào đúng hạn hoàng ốc sẽ khiến cho công việc xây nhà gặp phải trắc trở, khó khăn, vất vả. Cuộc sống sau này nếu ở căn nhà đó sẽ nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, mái ấm gia đình có nhiều yếu tố theo chiều hướng xấu đi. Hạn của tuổi hoàng ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể là nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoàng ốc. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc như sau: chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị và chia cho 6, lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy năm 2023, tuổi Mậu Ngọ 46 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải hạn hoàng ốc. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong năm 2023 Quý Mão, hạn xấu bủa vây, vận trình cả năm gặp nhiều nguy hiểm. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.